nữa. Là sao không hiểu. Chết mũi 3 về nhà làm thêm mũi 4 nữa. Chết đâu? Chết cái gì? Hiểu chết liền á. Rồi, màu hồng này, mã 5 nha. Ủa, bộ chết người đi, mã thứ 4, 4 thứ 4. Thứ 4 rồi cái gì, thứ 4 rồi cái gì. Sao ngoài này chưa kêu? Rồi, màu này là mã 6 nha. Đó, Loan nè cả nhà ơi, Loan nè. Ai thích Loan thì bóc Loan cho em mã 6. Ủa, mấy cái Loan này mình hết bán hả? Bán không đầy hết bán hả? Ghê vậy? Chưa hay nữa. Chưa hay nữa cả nhà ơi, đây. Ủa, mình rất còn mà ta. Mình lôi tới xứ nào rồi? Bán hàng lung tung lôi hết biết mòi cả nhà ơi. Biết em cùng bà cố lắm. Bán mà không biết mà đang lấy cái gì để cho mấy nước cái lên thật tạm. Sao vậy? Xếp ly thầy nhà ơi, hàng này là nó phi size 65kg quay đầu cho em nha. Hàng này phi size 65kg quay đầu cho em, 100.000 một bộ. Cái này có tay bo, tay chun đó. Cổ có bèo luôn. Đây nha. Cổ có bèo luôn. 65kg quay đầu cho em nha. Đây, cái mẫu này á, cái này là xếp ly nên mà mình mập á, nó cũng dúng nó tự nhiên gì nè. Nó thoải mái này là nó nhẹ lắm nha. Đây, mango xếp ly nha cả nhà ơi. Đó, một bộ 100.000 nha. Một bộ 100.000 cho em, đẹp xuất sắc luôn. 65kg mình quay đầu giùm em nha. Đó, mẫu này là 65kg quay đầu giùm em, mango xếp ly nha. Quần dài giùm em, quần dài có túi hai bên luôn nha. Siêu đẹp cho em luôn. 100.000 một bộ, vải siêu đẹp luôn. Đó, mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha. Mango loại 1 giùm em, chất là em bao ghiền luôn, vải là em bao đẹp cho mình luôn nha. 100.000 một bộ, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 1 đó. Mã 1 nha. Mã 1 giùm em, 100.000 một bộ, đẹp xuất sắc luôn. 65kg quay đầu nha. Đẹp lắm.
Hàng này em nói là bao đẹp cho mình luôn á, mango supply nha. Trời ơi trời, nó nập không cố nữa mẹ. Hết biết rồi. Đây, mango thì em là lúc nào cũng siêu 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 đẹp. Siêu siêu đẹp nha. À, supply cả nhà ơi, ai thích mango supply inbox cho em. Mã 1 nha. Mã 1 giùm em. 100 ngàn một bộ. Siêu đẹp. À, mặc lên là em nói là siêu đẹp cho em luôn. 100 ngàn một bộ nha. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 1. Màu này mã 2. Mặc lên thử mới biết. Nực quá. Có hoa hồng luôn mới chịu nha. Rồi, ai thích màu này inbox em mã 2. 65kg quay đầu nha. Mango xếp ly, tay cánh tiên, cổ tròn, ai mà không thích cổ sâu nè. Cổ này là siêu cao luôn. À, 65kg quay đầu giùm em. 65kg quay đầu giùm em nha. 100 ngàn một bộ, vải siêu siêu đẹp luôn. À, vải siêu siêu đẹp cho em luôn. 100 ngàn một bộ, đẹp xuất sắc luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn, để mặc lên bộ cho mình xem. 65kg quay đầu giùm em nha. 100 ngàn một bộ. Mango loại 1 giùm em, vải siêu đẹp. Ai thích lên đơn cho em nha cả nhà ơi, 100 ngàn một bộ nè. À, mango xếp ly cho em siêu đẹp luôn. Có hoa luôn nha. Tay là tay cắm tiên giùm em. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn nha. Một bộ 100 ngàn. Vải đẹp xuất sắc. Mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng nha. Khách nào gần shop cứ việc ghé lượt thoải mái giùm em ha. Nhưng mà có lại thì lại buổi trưa giùm em nha. Tại buổi sáng thì em bận công chuyện em sẽ không bán được nha. Đây, cực kỳ đẹp cho em luôn. Ai thích màu này thì inbox cho em mã 1 ha. Còn màu em đang mặc là mã 2. 65kg quay đầu giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn. 100 ngàn một bộ. Mango loại 1 giùm em. Mango xếp ly nha cả nhà. Mango xếp ly nha. Màu em đang mặc là mã 2 nha. Siêu đẹp luôn nè. Nó xếp ly nó cực kỳ thoải mái cho chị em mình luôn. Mặc bao sướng bao đẹp luôn. Có cái hoa tinh tế cho mình chưa nào. Đây, tay cắm tiền. Ai không thích cổ sâu, cái mẫu này là cổ vừa phải cho mình luôn nha. Không quá sâu mà không quá cao luôn. Rất đẹp mà thanh lịch nữa cả nhà. Siêu sang luôn. Đó. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn. Mặc em nói là bao ghiền bao đẹp cho mình nha. Một bộ 100 nghìn, vải siêu đẹp. Khách nào gần nhà thì mình lại shop mình lựa đồ giùm em. Còn khách nào ở xa á, mình cứ việc đặt hàng, bên em cho mình kiểm tra hàng thoải mái nha. Hàng đẹp mình chắc mình nhận hàng giúp em. Hàng không đẹp mình khỏi cần nhận nha. À, hàng bên em là em bao chất cho mình luôn. Không đẹp không chất không lấy tiền. Ai thích màu em đang mặc mã 2 nha. Ai thích màu em đang mặc là mã 2 nha cả nhà. 65kg qua dầu nha. Cực kỳ đẹp luôn. Một bộ 100 ngàn. Vải đẹp xuất sắc cho em luôn nha. Mango xếp ly. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. 65kg quay đầu nha. Cả nhà ơi có vô xem like á, cho em xin một nút chia sẻ like nha. Siêu đẹp giùm em luôn. Đó, mango xếp ly nè. Cực đẹp giùm em luôn nha. Cả nhà sang lắm luôn á. Có hoa nè. Có cái hoa hồng cho mình luôn. Tay gắn tiền nè. Đẹp xuất sắc chưa. 100 ngàn một bộ, vải siêu đẹp luôn. Rồi, mẫu này có cái nơ luôn. Mẫu này có cái nơ luôn. Ai thích màu em đang mặc mã 2 nha. Inbox mã 2 cho em. 100 ngàn một bộ. Vải siêu đẹp. Rồi, màu này luôn cả nhà ơi. Mã 3. Mã 3 nha. 65kg quay đầu. Tay có nơ luôn nha cả nhà. Tay có nơ luôn. Bao cưng.
100 ngàn một bộ mango giùm em. Mango xếp ly 100 ngàn một bộ, vải đẹp xuất sắc luôn. Đây, siêu đẹp cho em luôn nè. Xếp ly để em khoái có cái độ co giãn của nó là thật là sự là tự nhiên luôn á, rất là nhẹ cái người mình luôn nha, mình không có sợ phùng phình, không có sợ ở trong mọc quá hay sao, mình mặc cỡ nào nó giãn tới đó nè, bao sang bao đẹp cho em luôn. Ai thích màu em đang mặc mã 3 nha, mã 3 giùm em. Mã 3 giùm em nha, cực kỳ đẹp luôn, 100 ngàn một bộ cả nhà ơi. 65kg quay đầu nha. Mã này là mã 3 nha. Màu em đang mặc là mã 3. Ai thích mã 3 inbox mã 3, ai thích mã 1 inbox mã 1, mã 2 nha. Rồi, màu này là mã 2 nha. Ai thích mã 2 inbox cho em mã 2. Màu em đang mặc là mã 3, một bộ 100 ngàn. Mã 2. Đó, màu em đang mặc là mã 3 nha cả nhà. Đây nè, bao cưng luôn, có chun luôn, có nơ cho mình luôn nha. 65kg quay đầu giùm em, vải siêu đẹp. Mango giùm em nha, siêu đẹp giùm em luôn. 100 ngàn một bộ, vải đẹp xuất sắc luôn. Bạn đẹp xuất sắc cho em luôn, 100 ngàn một bộ. Không đẹp không lấy tiền. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 3. Mã 3, 100 ngàn một bộ. Mango giùm em. Anh gọi giùm em nha cả nhà, mã 3 siêu đẹp luôn. 65kg quay đầu mã 3 nha. Ai thích màu này inbox cho em mã 3. Rồi em lên màu hồng cho mình cả nhà ơi. Mã 4 nha. Mã 4 giùm em. 100 ngàn một bộ. Cổ vuông vuông. Ai, có cái nơ cho mình luôn. Đây nè. Dũng nhẹ nha cả nhà. Siêu đẹp cho em luôn. 65kg quay đầu cho em, 100 ngàn một bộ nha. Ai thích màu hồng, ai thích màu này inbox cho em mã 4. Mã 4 giùm em tay nè. Nó rú nhúng nhẹ nha. Đây, mặc cực kỳ thoải mái luôn cả nhà, có nơ luôn nha, cao giùm mình luôn. Quần dài có túi hai bên nha, quần dài có túi hai bên cho em nha cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 4. Ai thích màu này inbox cho em mã 4 nha. Mã 4, một bộ 100 ngàn. Mã 4, một bộ 100 ngàn nha. Vải siêu đẹp cho em luôn. Đây, mã 4 giùm em, 100 ngàn một bộ. Mã 4, 100 ngàn một bộ nha. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Rồi,
Ai thích mã 4 thì bao cho em mã 4 nha. Mã 4 giùm em 100 ngàn một bộ. Rồi em lên mã này, mã 5 nha. Mã 5 mango xếp ly giùm em. Vải siêu đẹp cho em luôn nha. Mã 5. Ai thích màu này inbox cho em mã 5. 100 ngàn một bộ, 65kg quay đầu nha. Đây, 100 ngàn một bộ, 65kg quay đầu. Đây có cái hoa cho mình luôn nha. Thiết kế có cái hoa cho mình luôn. Siêu đẹp luôn. Chất là siêu đẹp giùm em. Rồi, ai thích màu em đang mặc inbox cho em mã 5 nha. À, mango xếp ly siêu đẹp cho em luôn. Mặc lên bao sang cả nhà ơi. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 5. 100 ngàn một bộ. Mã 5 nha. Mã 5, 100 ngàn một bộ. Em mã 5, 100 ngàn một bộ mango siêu đẹp cho em luôn. Siêu đẹp luôn đó cả nhà. Mã 5 nha. Ai thích mã 5 em báo cho em mã 5. 100 ngàn một bộ. Rồi, lên mã 6 cho mình nha. Màu này em bóc cho em mã 6. Mã 6 giùm em nha. Mango xếp ly. Mã 6 giùm em. Đây, mã 6 nha cả nhà ơi. Đây, tay bao chu có thun luôn nha, có nơ luôn nha. Mã 6 giùm em, một bộ 100 ngàn. Chất mango siêu đẹp cho em luôn. Đó, mã 6. Ai thích mã 6 thì móc mã 6 cho em nha. Đúng. Trên chứ gì. Mango nó trơn lắm mọi người ơi, đẹp á. Đẹp xuất sắc luôn, nó trơn bà của bác luôn á. Rồi, ai thích mã này inbox cho em nha. Màu xanh là mã 5 nha cả nhà. Màu xanh là mã 5 nha. Màu em đang mặc là mã 6 nha. Màu em đang mặc là mã 6 nha cả nhà ơi. Siêu đẹp giùm em luôn, mango xếp ly luôn nè. Tay vo chun nè, có nơ cho mình luôn nha. Mã 6. Rồi, màu xanh là mã 5 nha. Màu em đang mặc là mã 6 nha. Lên cho mình mã 7 nha. Mã 7 cả nhà ơi. Ai thích mã 7 inbox cho em mã 7. Mã 7 giùm em. 100 ngàn một bộ. Chất mango giùm em. 65kg quay đầu. Đó, cực đẹp luôn nha. Quần dài có túi hai bên cho mình. Đáy quần là người ta có dằn đáy cho mình hẳn hoi nha cả nhà. Có dằn đáy hẳn hoi nên cả nhà mình yên tâm nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 7 nha. Đây, cổ vuông có ren luôn nè cả nhà. Siêu đẹp chưa? Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 7 nha. Mã 7 giùm em. Một bộ 100 ngàn. Vải siêu đẹp. Vải siêu đẹp cho em, một bộ 100 ngàn.
7 nha. Ai thích màu này em báo cho em mã 7. Màu trắng cả nhà ơi. Màu trắng hay trang chịu đăng. Ờ không phải. Tay bo chun. Tay bo chun giùm em. Đây. Không, chưa có cái nơi nha. Cực đẹp luôn. Rồi. Ai thích màu này inbox cho em mã 8. Mã 8 giùm em luôn. Quần dài nha. Quần dài có túi hai bên giùm em mã 8. Ai thích màu này inbox cho em mã 8. 65kg quay đầu. 65kg quay đầu giùm em nha, mã 8. Siêu đẹp cho em luôn, mã 8. Cực kỳ đẹp. Thay này nó khó khăn quá rồi. Nhưng mà biết nữa mình cái gì để chú xoay mà.
Thank you.
em với chị. Em ăn cái khúc đầu tiên lộ măng gò em xả cho mấy chị giá 80k nha. 2 mét người ta 100k, còn 2 mét tôi em chỉ có 80k thôi. Chị nào thì chốt giùm em nha.
Em xin mấy chị đã được chia sẻ, em xin lại cái tương tác rồi em sẽ lên like, em like cho mấy chị chọn nha. Còn có một khúc hai khúc áo dài cái mẫu này à,
coi mã 39 em hết rồi mấy chị ơi. Mẫu 39 em hết rồi, em chốt trước cho chị Thanh Duyên nha. Chị Thanh Duyên trước đúng không mấy chị? Chị Thanh Duyên trước, em chốt cho chị Thanh Duyên nha. Rồi em có cái mã màu trắng này là mã 38 nè. Ai có thể chốt giùm em mã 38? Rồi em chốt cho chị Thanh Duyên nha. Chị Hương Phật chốt cái giá giùm em nha chị. Mã 38 ai có thể chốt giùm em nha. Rồi 33K, một áo dài rất là rộng.
Hai áo, ok chị ánh ngọc nha, ba ba hai áo luôn hả chị, em quên.
giá 34. Rồi chị nào thích 33 thì chốt 33% nha mấy chị. Chị nào thích 34 thì chốt 34 giùm em nha. 34 là màu đỏ nha mấy chị. Ok chị, em xé liền cho chị nè. Em xé liền cho chị rồi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em lên lại cái mẫu màu vàng nha mấy chị, cho mấy chị vô xem chọn nha. Rồi 32k nè. Không phải 32 chị, để em bấm lại luôn. 30 cái này 30 hai biết thì 34k, nhưng mà em lên mã 35 nha. 35 cho nó đừng có trồng. Rồi mã thứ 35 nha mấy chị. Mã 35. Ai có thể chốt giùm em mã 35 nha. Rồi 34 cho chị Nguyễn Nguyệt. Rồi comment giờ em mới thấy nè. 34 cho chị Nguyễn Nguyệt. 34 mã này nè. 2m lẻ nè. Rồi xíu nữa. Rồi 35, ai có thể chốt giùm em mã 35 nha mấy chị. Văn Thu. Dạ có dạ mấy chị ơi. Rồi lỡ tiền cho mấy Nguyễn Nguyệt. Có dạ mấy chị ơi. Kính chúc thì cái nắng dài là bao đẹp nha mấy chị. Chắc này con đẹp nha mấy chị, co giãn đúng gì luôn. Quỷ Nguyệt hồi nãy có cũng nằm rồi mà. Có cũng cắm đen mà, nãy cũng cắm đen tôi đưa bà chụp đâu. Nãy nói Quỷ Nguyệt mà. Nãy tôi nói gì, tôi nói Quỷ Nguyệt tự nhiên bây giờ nó nói tôi cái gì. Rồi Văn Thu là chăm sóc số điện thoại cho chị Văn Thu. Rồi tôi biết thì 35k nha. Không có đồng hành. Ok ok chị em nhớ rồi. Nãy giờ em không nhớ mà giờ sao tôi nói tôi nhớ là 35k. Chị nào thấy thì chốt giùm em mã 35 nha. Màu vàng là mã 35 nha mấy chị. Chị nào mà mua cái chấm này về là mấy chị mê liền. Rất là rẻ luôn mà. Chấm rất là mát mạnh luôn mấy chị. Co giãn 4 chiều mà áo dài thoải mái. Lên áo dài mặc rất là thoải mái luôn. Đúng rồi chị, em nhớ mà, tại Bà Liễu mới dục ra. Chị Nguyễn Nguyễn em nhớ mà. Rồi, ai có thể chốt giùm em nha. Dạ đúng rồi chị, em chốt cho chị rồi nha. Rồi, hai cái thì 35k nè. 35, ai có thể chốt giùm em mã 35 nha mấy chị. Mã 35. Ai có thể chốt giùm em. Mấy chị ơi chấm bài chia sẻ bài giùm em để em có nhiều lượt xem rồi em có được cái tương tác thì để em có động lực em mã cho mấy chị chọn nha mấy chị. Em có nhiều mẫu mã đẹp lắm nhưng mà bây giờ cái này nó bị hết rồi cho nên em không có còn lượt xem để em lên chia sẻ trang. Mấy chị chia sẻ trang giùm em để em lên mẫu cho mấy chị chọn nha. Mấy chị cứ lên chia sẻ trang ủng hộ giùm em đi rồi lên mẫu cho mấy chị chọn. Giờ tự nhiên cái màn hình đen lùi lùi thì ta rồi chị Văn Thu gặp cái máy gì kỳ vậy. Rồi 2m này mấy chị, 2m này cũng là lụa. Bây giờ em lên lụa mangrove nha. Sao nó bị tụt nữa rồi. Em lên lụa mangrove nha mấy chị. Chị nào thích thì chốt giùm em bao nhiêu 1m chị. Em chào chị Bảo Minh nha, cái này em lên hàng ký nha mấy chị. 1 ký mà 190k, chất lượng măng gòn nha. Ủa cái gì vậy trời? Ủa vô cái gì em nó phiền chứ cái gì kì vậy? Rồi xin lỗi mấy chị nha, nó bấm trúng cái gì mấy chị. Rồi 1 ký là 190k, tính ra 2m của em thì có 64k thôi mấy chị. 60 mấy 70k thôi. Còn 2m lượng măng gòn người ta bán là 100k. Còn 2m em, 2m này chỉ có 64k thôi nè. Chị nào có thể chốt giùm em mã 64 nha. 64 chất lụa măng gòn, chất co giãn mềm mạnh nha mấy chị. Ai có thể chốt giùm em mã 64. Mấy chị ơi thấy lại được giùm em cho mấy chị. Sao kỳ vậy ta?
59 thì đó, 59 thì chốt 59 giùm em nha mấy chị.
Chia sẻ bài giùm em cho mấy chị chốt cho đủ con nha mấy chị. Mã 79 nè, lấy một cái khúc lượng hết rồi luôn.
cái máy. Một lớp thì bốc rồi, bây giờ một phần nó chỉ không có lên mấy phụ nữa mà. Hoa hồng trên xào. Dạ ok, chờ em xíu như chị để em vô lại cơ kia.
chị ta. Cái gì đó cái mẹ nha.
68. Em chào chị Lan Cao nha, em chào mấy chị nha. Con mã 68 nha, cái này giống như bé họ 68 nha mấy chị. Ờ, cái gì bố mẹ xong lên không có lên một con mình cũng không kịp đâu. Rồi em chào chị cháu chị bé mã 68 nha. Cái hoa nó nhô nhưng mà cái giống trẻ nó làm mềm mạnh mát cho mấy chị. Em thích thì cháu chị bé 68. Tại vì bây giờ em không có chia sẻ cho con Nguyễn được, em chia sẻ con Nguyễn được thì em cũng có được xe, nó cũng đỡ. Mà bây giờ cái ca này nó lâu quá thì... Thôi 68, chị nào có thể chốt dùm em mã 68 nha. Mấy chị ơi, trắng bài chia sẻ bài dùm em đi, em lên hỗ trợ mấy chị chọn cho mấy chị cái mẫu này. Mấy cái mẫu này lên rất là đẹp, không có đi đâu đây. À, cái mẫu này 2 cái 2 nè mấy chị, 2 cái 2 màu đỏ đây nè. Ai có thể chốt giùm em, cái này là lụa măng gồ luôn nha mấy chị, 2 cái 2 82k. Ai có thể chốt giùm em, 2 cái 2 lụa nha mấy chị, 82. Nào có thể chốt giùm em mã 82 nha. Chốt to dễ lắm, chốt to đẹp luôn. Mã 82, ai có thể chốt giùm em. Em chào chị Dương mừng em nha. Cái này là lụa măng gồ nha mấy chị, 2 cái 82. Mấy chị ơi, chấm bài chia sẻ bài giùm em nha. 2 cái 82, chị nào có thể chốt giùm em. Chốt co giãn 4 chiều luôn nè. Chốt rất là mềm, đủ co giãn 4 chiều. Chị nào có thể chốt giùm em mã 82. Cái này là 2 cái 2 lận nha mấy chị, cho nên nó giá 82k. Rồi 68 cho chị Thanh Duyên. Rồi 82 nha, cái gì chốt tiền em. Rồi 68 cho chị Thanh Duyên, em chốt rồi nha. 82. Cái này 2 cái 2 nha mấy chị. Mấy chị ơi, bây giờ em lên hàng hàng lụa giá 130k một tí nha. Chị nào thích lụa thì chốt lụa giùm em. Em còn mấy cái em lên giá hàng lụa măng gồ 130. Ủa, hàng cho 130 một tí. Có thể chốt giùm em không? Được không? Chị nào có thể chốt giùm em nha. Em lên cho mấy chị đủ đâu nha mấy chị. Để mấy chị chốt cho đủ đâu giùm em. Em đâu mà. Tại cái này đâu mà. Mà có đứa con trai mẹ thấy chị kiếm lụa nó trong để lộn sợi. Ai có thể chốt giùm em mã 39.
ngoài cũng không coi được cái comment đâu, không có lên được cái lượt xem luôn. Rồi 32 thứ thì chốt giùm em nha. Ai thích mở đây thì chốt giùm em mã 35 nè. Chị nào thích thì chốt giùm em. Em làm cái xíu nữa coi nó có lên nổi không, chứ bây giờ không đủ con rồi lên 8 ngày cũng vậy rồi đấy em lên. Tại nó hai là chị còn 1 ngày biết đâu mấy chị vô từ từ mấy chị thấy, chứ bây giờ cứ ngày nào cũng không vô được hết. Cái bài kia thì nó đâu có mở ra được đâu. Giờ cái bài kia thì không mở được, còn cái bài này thì không có người xem. Rồi nói đi. Có nhiều mắt không? Rồi gì nữa? Cũng bị ngờ rồi.
cái đầm đen 100 ngàn á. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị, đầm này là của sinh nhật mà. Tự nhiên nó lụn cái mà em thấy nó đẹp em sắp qua, cho nên bán mấy chị 100 ngàn luôn. Hả? Năm nay sinh nhật này mấy chị coi cái form nó ở sau. Cái form này là ở trước nè nha. Cái form này ở trước rút dây phải không? Ở trước là rút dây nè. Ở sau nè mấy chị, ở sau nó giống như có cái áo rời á đó. Nói chung là cái này dễ thương lắm. Rồi bán mấy chị 100 ngàn luôn. Mà con này là size 70-85 kg. Ha? Con màu xám này là 70-85 kg, có co giãn. 70-85 kg con màu xám chị nào chốt chốt giùm em 100 ngàn. Quần Yên đang mặc size nhỏ nhất hết rồi chị. Hết rồi chị Kiều Lâm, quần này em mặc hết rồi. Quần giáo em đang mặc là hết rồi. Hàng em bán ấy nhưng mà hết rồi. Sinh nhật của ốc Dũng nè. Sinh nhật của ốc Dũng nè. Rồi em có bộ đồ đây nè. Em còn mấy bộ này nè. Bộ này 160. Bộ này 160 nha, alo alo. Bộ này là hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Bộ này 60-80 kg. Bộ này 160 sale cho mấy chị 130 còn đúng bộ. Còn một hay hai bộ gì đó em không biết. 100 ngàn quốc dụng. 60-80 kg mà vải nè mấy chị coi vải đã lắm ha. Vải rất là thích. Rồi 60-80 kg bộ này. Bộ này xả cho mấy chị 130 ngàn. Chốt giùm em, giúp giùm em bộ sọc nha. Chị nào chốt bộ sọc, chốt giúp giùm em bộ sọc. Chị nào chốt bộ sọc thì chốt giúp giùm em bộ sọc ha. Bộ sọc là 130 ngàn mấy chị. 130 ngàn bộ sọc. Con sọc nào ngắn như Yên mặc không? Cái sọc sưởng này em hết rồi chị. Nó không ngắn đâu. Nó không ngắn đâu chị, nó bình thường chứ. Tại vì cái đùi em nó bị chảy á, chúng ta có mặc ngắn được. Nó không ngắn đâu chị. Nó không ngắn đâu chị Kiều Lâm. Đúng rồi. Áo khoác này là 180 nè. Nhưng mà áo khoác này là size từ 60-80 kg. À, áo khoác sọc này nè. Cái con này vải rất là đẹp nha. 60-80 kg áo khoác này. Áo khoác này có chỗ tay sỏ ngón nè. Tay sỏ ngón chị nắm nè ha. Có túi ngoài nè. Túi ngoài có dây kéo luôn. Và có túi trong mấy chị. Nhưng mà con này 60-80 kg. Con này mặc hàng ngày thích lắm. Và có túi trong nữa nè mấy chị. Con này có túi trong nữa nha. Mấy chị lưu ý giúp em con này có túi trong ha. Rồi, con này 180 áo khoác sọc. Chị nào chốt áo khoác sọc 180 thì chốt lên giúp dùm em 180 nha. 180 áo khoác sọc. Em có hai con áo thun nè. Hai con hay ba con rồi đó, đợi em tí xíu nha. Nè em có hai con. Hai con này sale cho mấy chị 80 ngàn luôn. 150 của em á mấy chị, nhưng mà hai con này size lớn nha. Chốt dùm em con xanh lon cá nón. Nó giống như áo hút đi mấy chị. Nó là áo hút đi nha. Nhưng mà con này size lớn 80-95 kg. 80-100 kg áo hút đi hàng Việt Nam xuất khẩu. Xả cho mấy chị với giá 80 ngàn. Chốt giùm em là loan xanh. Còn cái này chốt giùm em loan hồng nè. Cũng vậy 80-100. Con này size nhỏ hơn. Con này còn cỡ 70-90 kg là loan hồng. Chị nào chốt loan hồng chốt giùm em loan hồng 80 ngàn ha. 80 ngàn loan hồng. Chị nào chốt loan hồng thì chốt lên giúp giùm em loan hồng 80 ngàn. Loan xanh 80 ngàn. Chế nào chốt lên thì giờ chế nào chốt thì chốt giùm em loan hồng hoặc loan xanh nha. Loan gì? Phương Ngọc áo 80 ngàn. Lấy loan hồng, loan hồng hay loan xanh chị đâu? Lấy loan đầu tiên nó loan xanh đó. Áo này là 100 ngàn nè. Áo sọc này 100 ngàn nè. Áo sọc này là size 60-80 kg nè. Áo sọc này chị bé tròn hay ai lấy cũng được nè. Con này mặc cưng lắm nha. Con này mặc rất là cưng nha mấy chị nha. Con này mặc rất là cưng, có nút hai bên nè. À, hai cái luôn của Thương Ngọc 160 hai cái. Người sửa lại thành 160. Rồi chốt giùm em là sọc nút. Sọc nút 100 ngàn, 60-82-83 kg cũng vừa. Chốt giùm em là sọc 100 ngàn. Chốt giùm em sọc nút 100 ngàn ha. Sọc nút 100 ngàn, chị nào chốt thì chốt lên giúp em nha. Hôm nay gì còn chút là em sale á. Còn áo này thì không sale. Áo này phân cờ rợt tợt, áo cợt hàng Việt Nam, sọc của ốc Dũng nè. Rồi áo này là không sale nha. Áo này phân hơi cờ rợt tợt. Áo này là áo cợt hàng Việt Nam xuất khẩu. Áo này là áo cợt hàng Việt Nam xuất khẩu. Áo này 60-80 kg. Chốt giúp giùm em áo cợt. Chốt giúp giùm em là áo cợt 100 ngàn. Ai chốt áo cợt thì chốt lên giúp giùm em áo cợt nha. Cho em xin nút chia sẻ nha mấy chị ơi. Cho em xin nút chia sẻ nha. Biết đâu bất ngờ. Biết đâu bất ngờ nha mấy chị. Cái phần này là của chị Kiều Lâm. Kiều Lâm. Cái lầm đỏ ở phía sau lưng. Dạ ok. Dạ,
Cái đầm đỏ phía sau lưng là đầm đỏ no. Mấy từ năm nay từ năm 200 cái lồng đứng lấy cái đầm đỏ cho mấy cô con. Cái đầm đỏ là đầm no mà vải co giãn cực kỳ, áo còn có một size rồi chị. Mấy chị lưu ý nha, một khi mà em đã nói là hàng sale là em sẽ không cho mấy chị đổi trẻ nha. Lưu ý giúp em, đây là chị Hạnh Mỹ. Chị ơi, cái confirm này nó đẹp cực kỳ, khi chị mặc lên là nó đứng cái nơ vậy nè. Khi chị mặc lên nó đứng cái nơ mà em nói chị vải co giãn. Vải co giãn mà form êm mà mềm lắm mấy chị. Hơi bị xinh nha. Hơi bị xinh nha mấy chị nha. Vải, em nói chị Mạnh Mỹ là vải mê lắm. Cái con đầm đỏ này nè, vải mê ly có size 60-100kg ha. Có size 60-100kg nha mấy chị nha. Áo này là hồi tối qua chị Ốc dùng lấy chưa nè. Áo này 150.000. Size 60-90kg. Mà áo này lên form, em nói mấy chị là áo này lên form sọt đẹp lắm. Áo này mặc với quần sọt giống như em đang mặc nè. Áo chữ N nè, áo trắng chữ N là 280 chị Hằng Mỹ. Áo trắng chữ N size này là 60-90kg. Chờ 60-90kg nha. Con này là 150.000. Áo trắng chữ N. Chị nào chốt áo trắng chữ N chốt giùm em áo trắng chữ N ha. Size L cho Hồng Yến Ngô Thị đặt dùm cho bà chị. Anh ghi dùm em cái bill của Hồng Yến Ngô Thị là
size 60 kg. Tặng mã đầm ren size 60 kg nha mấy chị nha. Tặng mã đầm ren size 60 kg. Hello mấy chị, mã đầm ren 60 kg tặng. Chốt giùm em mã tặng. Tặng đầm ren mã 60 kg. Chốt giùm em mã tặng. Mẫu áo em mặc đẹp quá. Dạ hôm qua nó có về áo vờ ren này nè. Hôm qua có về áo vờ ren này tới đây nè. Mà bán hết trơn rồi mấy chị. Trưa hôm qua cũng về. Rồi chốt giùm em mã tặng hoa lạnh. Mã tặng. Tặng ren. Ủa tặng ren tặng nè. Mã tặng hoa lạnh của chị Hạnh Mỹ nè. Chị Hạnh Mỹ bấm phía bên trái nút chia sẻ giúp em nha. Chị Hạnh Mỹ tặng bấm nút chia sẻ phía bên trái giúp em nha. Con này nó cũng bị lỗi. Con này đẹp mà bị lỗi chút xíu hay áo nè. Mấy chị thấy chấm dơ không? Chấm dơ không? Chốt giùm em tặng mã caro. Mã caro 70 kg nè. Chốt giùm em mã tặng caro. Chốt giùm em mã tặng caro cho những chị có chia sẻ live stream. Nha. Đó. Tặng. Chốt giúp giùm em là mã tặng caro. Chốt giúp giùm em là mã tặng caro. Chế lời chốt mã tặng caro. Chốt giùm em mã tặng caro. Áo bờ ren mặc đẹp lắm hay. Áo đó kiếm không có đâu hay Linh Thảo. Áo đó chị bán 4 năm trời. Áo đó đúng rồi đó. Giờ cái bộ đi cho coi. Tặng mã caro còn có 70 kg nha. Tặng mã caro. Chị nào chốt tặng caro, chốt giùm em tặng caro ha. Tặng caro của chế Dung Trang nè. Chế Dung Trang tặng caro nè. Cái bộ này là 220 nha mấy chị. Cái bộ này là 220. Trời ơi, bộ này vải đẹp. Bộ này vải đẹp lắm mấy chị. Bộ này khi mặc lên á, kèm với cái quần đùi ở dưới á, nó ra cái form đẹp lắm luôn á. Bộ cam đất này. Chị nào chốt bộ cam đất, chốt giùm em bộ cam đất 220 ngàn nha mấy chị nha. Bộ này có size 60 cm với bộ này của Hồng Yến Ngô Thị nè. Hồng Yến Ngô Thị 220 nè. Tặng gì mai như hôm qua rồi. Tặng tôi cái gì má? Chị phải nói hôm qua đâu. Hôm qua nếu mà thấy không tặng hôm qua mai chú cho cậu. Tặng tôi cái gì mai? Chị phải nói câu nào đó không tặng hôm qua đâu. Bà kêu tặng cho tôi cái mặt tôi đi quẩy ông bị. Ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy. Mày mặc ngắn lắm. Mày
ngàn đồng body này nha, 30. 30 của Hồng Yến Ngô Thị nè. Hồng Yến Ngô Thị 30. Rồi lên cho mấy chị con đầm đỏ của chim. Đầm đỏ của chim size nhỏ xíu. Đầm đỏ của chim size 60kg. Đầm đỏ của chim này, của chim chéo nè. Rồi tặng chốt cho em mã, tặng mã đầm đỏ. Chốt cho em tặng mã đầm đỏ nha mấy chị. Rồi bữa nay được thời nè, bữa nay mới trúng số lập đó. Tặng nha mấy chị nha. Tặng đầm đỏ. Phải ra mặc bộ. Mà mặc bộ đó không được chị Thăng Lệ Châu ơi. Bộ đó không cỡ 50-55kg rồi chị Thăng Lệ Châu. Hello. Hello mấy chị. Tặng đầm đỏ. Tặng đầm đỏ của, tặng đầm đỏ của Hồng Phúc Bình Thị nè. Hồng Phúc Bình Thị tặng đầm đỏ. Rồi áo len dệt còn nè mấy chị. Áo len dệt. Áo len dệt mặc mùa lạnh nha. Áo len dệt nè mấy chị. Áo len dệt 60-80kg. 60-80kg tặng áo len dệt. 85kg cũng vừa nha. Tặng áo len dệt. Ai chốt, ai bắt chia sẻ live stream chốt giùm em tặng áo len dệt. Tặng áo len dệt nè mấy chị, lẹ lẹ đi còn bán rồi chứ không đi đúng đường luôn á. Tặng 30kg hồi nãy ai chốt nè. Tặng 30kg hồi nãy có ai vậy? Hả? Na Quỷ. Hồng Yến Ngô Thị đầm 30k nè. Hồng Yến Ngô Thị đầm 30k nè. Có rồi. Thế sao mình kêu Na Nguyễn? Thế là hồi nãy ai chốt đầm 30k rồi. Hồng Yến, rồi chốt cái đó cho ông mình cho Na Nguyễn. Rồi. Hồng Phúc Bình Thị nè. Vô đây tầm vô đây nè, vô vô lại vô đọc tin nhắn vô đây. Đâu có chắc là bảy rồi, vừa ngồi chơi mà vừa đừng có bắt bẻ bảy rồi. À, rồi tặng đầm lên. Tặng đầm lên nha. Chị nào có chia sẻ thì em mới mới tặng ha. Tặng đầm, tặng đầm lên giờ của Kim Long Nguyễn nè. Kim Long Nguyễn tặng nè. Kim Long Nguyễn tặng nè. Nè có chị nào size lớn không nè, xuống thì người ta may cái đầm với con gớm nè. Nè. Thấy con gớm chứ mà bán 30.000 nha. Tay này là tay lớn à. Tay này tay phải 85kg à. Tay này tay 85-90kg đầm đỏ một trai. 85-90kg đầm đỏ một trai. Bán 30.000 nha. Chị nào chốt đầm đỏ một trai. Chị nào chốt đầm đỏ một trai chốt cho em 30.000 đầm đỏ một trai. Đầm đỏ một trai 30.000 nha. Đầm đỏ một trai 30.000 chứ không tặng. Vô tìm ship mới thấy mẹ em luôn. Đầm đỏ một trai. Chốt giùm em tặng Hồng Khánh Sơn. Chốt giùm em tặng Hồng Khánh Sơn dễ thương lắm nè. Tặng Hồng Khánh Sơn không có 60-65kg. Tặng Hồng Khánh Sơn. Chị nào chốt tặng Hồng Khánh Sơn chốt giùm em tặng Hồng Khánh Sơn nha. Đầm 30k. Đầm 30k của Na Nguyễn nè. Na Nguyễn đầm 30k tặng đầm Hồng Khánh Sơn. Tặng đầm Hồng Khánh Sơn. Rồi áo lên dệt nè một cái. Một áo lên dệt. Thì con mấy chị chốt giùm em tặng lên dệt xanh đậm. Chốt giùm em tặng lên dệt xanh đậm cho những chị có chia sẻ livestream nha. Tặng Hồng Khánh Sơn cho chị Dung Trang nè. Tặng Hồng Khánh Sơn cho chị Dung Trang nè. Rồi chốt giùm em tặng lên dệt. Chốt giùm em tặng lên dệt. Chị nào chốt tặng lên dệt.